lọc gió này thì thôi rồi, siêu bền, đỉnh, đỉnh của job. Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video để mẹ Minh Sơn. Các bạn có thể thấy được ngay bên cạnh tôi đây là một chiếc cưa. Chiếc cưa này thì các bạn nhìn thấy rất là hầm hố và khủng bố. Và cái điểm khác biệt cái chiếc cưa này so với những cái dòng máy cưa khác là các bạn có thể để ý đây, nhìn như một cái lưng gù luôn. Và bên trong này nó là gì? Nó là cái công nghệ lọc gió khác so với những cái dòng máy cưa thông thường. Rồi, xin mời các bạn đến gần để các bạn có thể thấy rõ hơn chiếc cưa này. Cưa này là Curit các bạn nhé. Và mã của nó đây, mã của nó là 671. Đấy, cảnh sát Việt Nam. Chiếc này là để cấp riêng cho cảnh sát Việt Nam. Cấp riêng cho cảnh sát Việt Nam. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Cảnh sát Việt Nam 671. Đùa, chúng tôi nói đùa đấy. Đây là Curit CSVN 671. Thì cái cưa này các bạn thấy không, 671 là 67cc. 67cc thì công suất của con này tính ra nó còn to hơn 365. 365 thì mới là 65cc thôi, quả 48 ly thì con này 67cc. Thì theo tôi, một là phần tay biên dài hơn, hai là có thể quả piston lớn hơn. Thì mình cũng chưa mổ ra, mình chưa xem nên không biết chính xác là như thế nào. Thương hiệu Curit, Curit Echo chính là một nha các bạn nhé. Lam của nó lam zin luôn này. Đây các bạn thấy thân lam có những cái lỗ này. Lỗ là mát gió này. Đấy, xích này xích zin luôn nha các bạn nhé. Thế còn vệt sơn ở trên xích này. Curit này sơn zin luôn. Tất cả đều zin từ A đến Z luôn. Xích này theo tôi nghĩ, xích này xích V3 này, các bạn thấy không? Chữ V3 này. Rất ổn, bộ hơi này, bô xả. Thì bô xả thì nó xả theo hướng bên hông, chứ nó không xả bên đằng trước như dòng bô khác, như dòng máy khác. Trước này thì các bạn có thể thấy được nó có thiết kế tiếp này. Đây là cái phần giảm áp để các bạn hỗ trợ giật nó nhẹ hơn. Cái này nhá, cái này không phải tay phanh đâu. Anh em nhìn tưởng tay phanh nhưng không phải. Cái này chẳng qua là nó chỉ có tác dụng là bảo vệ cái phần tay của các bạn này. Ví dụ khi bật xích, bật xiếc lại ấy, nó không bắn vào tay để giúp an toàn hơn cho bạn khi sử dụng. Nên mà khuyên các bạn nên khi sử dụng, các bạn có nên trang bị thêm một găng tay nữa để cầm nắm cho chắc hơn, đầm hơn và có cảm giác hơn. Bên phần ốp giật thì các bạn có thể thấy được rất là lớn. Rồi là bên này là bình xăng pha nhớt để lên buồng đốt. Đây là bình nhớt trước. Con này bơm nhớt tay ha, rất bựa luôn. Này, bơm nhớt tay nhá, chứ không phải là bơm nhớt thường. Rồi, bơm nhớt bằng tay luôn. Le gió này, công tắc này, chốt ga này. Con này nha, các bạn có thể thấy được nó có chỉnh ga ti ở tay luôn. Chỉnh bằng tay luôn. Rồi, tháo cho các bạn xem phần bên lọc gió này. Nhìn hay đáo đẻ. Ôi dồi, wow, mà chặt quá. Với cái phần lọc gió này thì các bạn nhìn, các bạn có thể liên tưởng ngay đến những cái máy cắt bê tông ấy. Cái máy cắt bê tông thì thường họ sẽ sử dụng cơ chế lọc gió này để cho cái hỗn hợp nhiên liệu vào buồng đốt nó sẽ được tối ưu nhất và sẽ không bị bụi. Lọc gió này thì thôi rồi, siêu bền, đỉnh, đỉnh của job. Các bạn thấy không? Như kiểu những cái dòng máy công suất lớn ấy, nó mới làm lọc gió kiểu này. Ôi, vẫn phải vặn hai cái ốc này mới ra được này. Nắp lọc gió này. Nhìn kinh nhỉ? Rất tởm, lọc gió giấy này. Y hệt những cái máy các động cơ công suất lớn hoặc hiệu năng cao thì thường mới sử dụng lọc gió giấy này. Còn thường những cái động cơ công suất thường thì không dùng đâu. Lam này thì theo mình nhìn thì nó khoảng tầm 60 phân các bạn nhé, 20 inch. Hơi rất đẹp, cam kết con này các bạn, hơi cực đẹp luôn. Dòng máy này công suất lớn, nhìn thấy ra thì lớn rồi. Trọng lượng khá nặng đấy, con này nếu mà full trọng lượng lên thì theo mình nghĩ nó phải rơi vào tầm hơn 7 cân. Cầm nặng. Nặng, đầm. Con này phải gần 8 cân đấy chứ không phải đùa. Rồi, mình nổ thử, các bạn nghe thử cái tiếng máy như nào nhá. Xem ngon lành không. Úi ôi, hơi nặng, vãi lúa. Giảm áp à, cho dễ giật. Hơi nặng thật. Tiếng này gan ti rồi. Anh em nghe nó dãy như này, nghe chất hơi gan ti cực nhỏ luôn.
tiếng rất hay. Căng đét luôn. Anh em phải giảm áp rồi ấn thôi nhé. Rồi. Xem lại một lần nữa tổng quan. Trước này giá 5 triệu rưỡi nhá. Anh em nào quất thì có thể liên hệ điện máy Minh Sơn. Theo số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình. 5.500.000. Quất thì có thể liên hệ với chúng tôi nhá. Rồi, bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.